Xin chào anh em nha. Hôm nay Tuấn Mô Tô tiếp tục giới thiệu cho anh em chiếc Shadow 150 nha. Dòng xe Honda Shadow 150 nha. Dòng xe này rất là chạy, rất là bền nha. Rất thích hợp cho những người lớn lớn tuổi nè. Những anh em nào đi phượt đi đồ rất sử dụng rất là tốt nha. Xe máy riêng. Nó xe rất là đẹp luôn. Còn nguyên bản nha. Không có độ chế, không có lầm máy, lầm mọt nha. Xe nguyên riêng. Giá của nó cực kỳ hợp lý, rẻ hơn mấy chiếc xe trước luôn. Giá chỉ có 41.500 thôi. Xe đẹp nha. Giá chỉ có 41.500 thôi. Honda Shadow 150, xe đẹp. Máy riêng. Xe này anh em mua về chỉ có việc sử dụng thôi, không cần làm một cái gì hết. Vì xe được chủ sử dụng rất là kỹ. Máy móc là nguyên riêng, không có độ chế, không có làm bất cứ cái gì. Cái đồ anh em nhìn rất là đẹp. Ngâm trên đĩa còn rất là tốt luôn. Xe nhìn rất là mới. Xe bên em mua về bên em canh chỉnh vô dầu mỡ. Tất cả các thứ rất là ok. Nước sơn là rất là bám luôn. Máy móc là nguyên riêng nè. Không có mỡ, không có làm bất kỳ một cái gì luôn. Xe đẹp luôn. Xe đẹp long lanh. Đồng hồ có số, có đồ rất là đẹp luôn. Dòng xe Shadow 150 rất là bền nha. Anh em nào mua mấy xe bên em bán ra mấy chiếc rồi. Khách sử dụng rất là bền. Gọi điện nói với em xe rất là tốt, ok. Nói chung khách mua rất là tin tưởng. Shadow chiếc này rẻ hơn mấy chiếc trước nữa. Chiếc này chỉ có 41.500 thôi. Anh em nào mua thì nhanh tay liên lạc cho em điện. Số điện thoại là 0369669659 để chốt giá nha. Vì mấy dòng xe này rất là hiếm nha. Ngoài thị trường bán giá rất là cao. Nên bên em bán xe là không có thời gian thị trường. Mua rẻ bên em bán rẻ, mua mát bán mát. Mấy chiếc trước bên em bán 45, nhưng mà chiếc này chỉ có 41.500 thôi. Xe đẹp nha, máy riêng nha. Đừng có nghĩ là xe giá rẻ là xe xấu nha. Cái này không nha. Này bên em mua rẻ bán rẻ nha. Xe rất là đẹp. Xe kiến hậu kiến đồ còn rất là đẹp luôn. Máy móc là nguyên riêng. Chị xin lại sẽ tới chiếc máy nổ cho anh em ngay. Video trước thì chiếc xe rebel á, em quên vừa kê test cái máy nổ, em quên test cho vỏ này. Rất là đẹp, kiểu dáng rất là đẹp luôn. Máy móc là nguyên riêng nè. Chưa có mở chưa làm một cái gì nha, nguyên riêng. Chưa có sửa chữa, chưa làm một cái gì. Vỏ rất là tốt luôn. Vô bọc vào nguyên riêng. Xe mua về anh em chỉ có việc sử dụng thôi nha. Nước sơn nước đồ rất là bám luôn. Anh em nào mua thì liên lạc trên số điện thoại là 0369 nha, 669 659. Chúng ta tìm anh nội như này nha.
xin chào hết nha. Dài quá. Mình đâu còn gì đâu không? Còn có chút xíu đâu làm gì. Kiến hậu kiến đồ còn rất là đẹp nha. Sơn xây đồ còn nguyên linh nha anh em. Nên là mua thì nhanh tay gọi điện cho anh để chốt giá lên. Mấy dòng xe này rất là hiếm nè. Mấy dòng xe này những người lớn lớn tuổi sử dụng chạy rất là sang, đi làm xa là rất là tốt, mấy dòng này rất là bền, rất tiết kiệm xăng. Mấy dòng xe này anh em chạy thấy như bình thường anh em ra đường trường chạy trên 50 cây số một lít xăng luôn. Từ 50 cho đến 55 cây, mấy dòng xe này rất là bền. Nó rất là tiết kiệm xăng nha. Dòng xe Honda này rất là tiết kiệm xăng. Những người lớn, anh em nào lớn lớn tuổi á, đi xe này đi làm rất là tốt luôn, đi xa nè chạy rất là đàm, tư thế ngồi chạy rất là thoải mái, không có mỏ lưng, không có gì hết, rất là khỏe, chạy lướt rất là nhẹ, vô ga đồ vô số rồi rất là nhẹ. Anh em nào có mua thì chân tay mà liên lạc cho em liền, số điện thoại là 0369669659 để chốt giá. Giá của nó chỉ có 41.500 thôi, giá rẻ, rất là rẻ. Anh em nào chưa đăng ký kênh thì bấm đăng ký kênh nha. Nè, tư thế ngồi chiên đây, ngồi anh em ngồi chạy rất là thoải mái, đi đông rồi ngồi chạy rất là thoải mái, đi đông rất cao, chạy rất là thoải mái. Rồi anh em đồng hồ cái lô mới từ kim xăng rồi bố số rồi, anh em đi bao nhiêu số bao nhiêu là có hiện hết đây đầy đủ cho anh em luôn. Rồi xin nhanh đèn ấy rồi ớt ok. Dòng xe này rất là bền nha. Anh em nào mua xe thì nhanh ấy và liên lạc cho em liền đây. Địa chỉ em là 262 đường Phan Anh, phường Hiệp Tân, quận Tân Phú nha. Địa chỉ là 262 đường Phan Anh, phường Hiệp Tân, quận Tân Phú nha anh em. Anh nhắc lại một lần nữa, địa chỉ là 262 đường Phan Anh, phường Hiệp Tân, quận Tân Phú nha. Số điện thoại là 0369669659 nha anh em. Em nhắc lại một lần nữa nè, số điện thoại là 0369669659 nha, để chốt giá nha. Giá cực kỳ dễ thương, giá chỉ có 41.500 thôi. Honda Sada 150, xe đẹp máy em, nguyên ring, chưa có sửa chữa, chưa làm gì hết. Anh em mua về chỉ có việc sử dụng thôi. Còn xe bên em mua về bên em là canh chỉnh, dầu mỡ, vô nhớt, vô đồ đầy đủ hết rồi. Anh em chỉ có mua về là việc chỉ đổ xăng qua là việc lướt gió đi uống cà phê tại tài thôi. Đi làm rất là tốt, đi xa rất là tốt, đi xa là rất là bền. Nếu như anh em nào sử dụng rồi anh em sẽ biết. Dòng xe này cực kỳ hiếm trên thị trường nữa, vì đa số là anh em có xe là anh em giữ anh em đi hết, mà dòng xe này rất là bền nên người ta ít có bán. Bên em còn rất nhiều làm gì beo nha, 125, 150, 170 nha, anh em nào mua thì giá ủng hộ nha. Gì beo 150 bên em hết hàng nè, đúng rồi hết hàng, còn gì beo 170. Giá của nó cực kỳ dễ thương nha, anh em nào mua thì nhanh tay gọi điện vào chốt giá liền nha. Số điện thoại là 0369669659, nhắc lại này, Honda Sada 150, dòng xe nhập khẩu nha. Dòng xe rất là bền luôn, 150cc, Honda chính hãng luôn. Xe rất là bền, Honda Sada. Anh em nào mua thì nhanh tay chốt giá nha. Anh em nào chưa đăng ký kênh thì bấm đăng ký kênh nha. Anh em nào chưa đăng ký kênh thì bấm đăng ký kênh để ủng hộ nha. Anh em nào chưa đăng ký kênh thì bấm đăng ký kênh giùm em nha. Bấm chữ đăng ký kênh màu đỏ, bấm chung nha để theo dõi video sau nha. Video sau sẽ đưa lên nhiều video mặt hàng rất là đẹp, rất là tốt, giá cả rất là hợp lý cho anh em luôn. Gần Tết rồi, bên em có chương trình khuyến mãi tặng cặp vì điện thoại cho anh em luôn. Nên anh em nào chưa đăng ký kênh thì bấm đăng ký kênh. Anh em nào bấm đăng ký kênh là bấm chia sẻ hoặc like giùm em cảm ơn rất là nhiều. Rồi em xin chào tạm biệt hết cho anh em nha. Rồi chúc anh em ngày mới làm ăn thất tài thất lộc nha. Rồi xin chào tạm biệt, hôm nay thứ hai nè. Rồi xin chào luôn. Rất là đẹp, anh thấy chiếc xe này lớn lớn tuổi sử dụng rất là tốt.
kiểu dáng rất là ok luôn anh em. Anh em nào lớn lớn tuổi thì đừng có bỏ lỡ cơ hội xe này nha, nó chỉ có 102 thôi, giá cả rất là hợp lý, 41.500. Nếu như anh em đặt chiếc xe này ra thì là giá trên 41.500 luôn. Giờ thị trường bán 45 trở lên không, em bán gì có 41.500 thôi. Xe chất lượng, bán mua bán rất là uy tín nha. Nên em mua bán xe rất là uy tín, nên được nhiều người biết đến và khách ủng hộ rất là nhiều. Rồi, xin chào tạm biệt khách.